Vâng, em xin chào đến tất cả các bác. Thì ngày hôm nay em xin quay một combo sản phẩm của bác Xuân ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và em sẽ quay sâu và đánh giá chi tiết cái bộ sản phẩm này cho tất cả các bác cùng xem và cùng chiêm ngưỡng. Thì bác đặt bên cơ sở như em là một bộ Âu Á trương voi, chất liệu gỗ là gỗ hương đá 100% các bác ạ. Đấy, và em sẽ quay sâu này. Và bên tay trái em đây đó chính là chiếc đoản. Chiếc đoản thì nhà em làm hàng tuyển lọc lõi gỗ vân hương đá 100% luôn các bác ạ. Và hôm nay là tiết trời hơi yếu, thế nên là nhìn nó hơi đậm. Còn không thì em đang phun là màu hương nhá, màu hương nhạt nhá, để khoe vân này. Đấy, vân vèo thì cực kỳ là VIP luôn. Đây các bác có thể thấy hàng vân tuyển chọn nhá, gỗ lọc lõi thì lên là sử dụng rất là yên tâm và cực kỳ là bền luôn, em cam đoan với mọi người. Âu Á trương voi thì trương thì em là trương đục nhá các bác nhá. Đấy, trương voi thì mình không thể nào để trương trơn được. Và cực kỳ là khỏe và chắc chắn nhá. Vân này, mặt trước mặt sau này, đây các bác có thể nhìn rõ này, vân cực kỳ là VIP luôn. Đấy, tuyển chọn cho bác bộ ghế vân cực kỳ là khủng luôn. Và kế bên đó chính là chiếc bàn. Bàn này thì nhà em làm là mặt bàn liền nguyên một tấm nhá. Đấy, tuyển chọn vân cực kỳ là VIP cho bác. Đấy, gỗ hương đá mà tuyển ra được những cái vân gỗ như thế này thì bên sở nhà em lựa chọn cây gỗ cực kỳ là già rồi các bác ạ. Đây, và chính tiến lên một chút và chính là chiếc đôn kẹp bàn. Đấy, hàng cực kỳ là VIP luôn. Và em phun màu là phun nhạt nhá, nhưng mà ngoài trời thì hơi yếu, thế nên là nó cứ bị đậm nên các bác thông cảm. Đấy, còn để thực tế thì nhìn quá là đẹp luôn. Và thì cái bên đó chính là hai chiếc ghế đơn. Và dáng ghế thì cực kỳ là trường luôn. Đấy, ngồi cực kỳ là khỏe khoắn. Đấy, rất là trường, rất là khỏe khoắn luôn các bác ạ. Rất là chắc chắn khi sử dụng bộ bàn ghế này. Đấy, và nếu như các bác nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu một bộ sản phẩm như bác thì cứ liên hệ em ngay số điện thoại phía dưới, em sẽ tư vấn và trả lời miễn phí cho tất cả mọi người. Đây các bác nhìn này, cái dòng vân này cực kỳ là khủng luôn. Đấy, bác đặt bên xưởng em là hàng là 7 món nhé các bác nhé. Đây, rồi em sẽ quay xa tổng thể cho tất cả các bác cùng xem và cùng chiêm ngưỡng này, cái bộ sản phẩm này nó VIP và nó đẳng cấp đến như thế nào. Đấy, để kết thúc video tại đây, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.